mọi người nha, đừng có để cái gương mặt nhợt nhạt khi mà chúng ta đi gặp bạn bè của mình ha. Vậy thì cái cách mà Hương hay làm á là nhanh nhất luôn để mà chúng ta có một cái làn da tươi tắn và che đi những khuyết điểm trên da của mình là các bạn hãy sở hữu một cái hộp phấn nước để mà chúng ta có thể làm cho làn da của chúng ta nó đẹp hơn. Tại vì da của phụ nữ ai cũng sẽ có những cái khuyết điểm trên da của mình, những cái lỗ chân lông to, những cái vết sạm nám hay thậm chí là những cái quầng thâm của mắt ha. Thì đây là cái cách mà Hương nghĩ là nó nhanh nhất và nó tiện nhất cho mọi người nè. Hãy chạm một tí xíu thôi lên cái vùng mắt của mình nè để che đi được những cái khuyết điểm trên cái làn da của mình ha. Những cái lỗ chân lông to ngay chỗ cái phía cánh mũi nè, ngay đây ai cũng có lỗ chân lông to nè. Đó, mọi người nhìn thấy không? Nó sẽ khác biệt so với cái này. Và đây là cái tông tự nhiên, vì Hương thích dùng cái tông tự nhiên ha, để nó che đi những cái khuyết điểm và nó làm cho làn da của mình nó trở nên mịn màng một cách rất là nhẹ nhàng. Chưa có đánh nè, đây ở trên chưa có đánh nè, ở đây là mình đánh rồi nè. Nó sẽ làm cho làn da của mình nó căng mịn hơn, và đặc biệt nó không hề gây bóng dầu nên không có sợ bị nổi mụn ha. Đây, đó, bạn nhìn thấy rất là rõ ha. Vì sao Hương thích cái loại này là bởi vì cái màu của nó vô cùng tự nhiên và nó đẹp trên da. Đây là bề mặt Hương chưa dùng nè, những cái khuyết điểm vẫn còn. Đây là gương mặt Hương đã dùng rồi nè, nó mịn màng một cách rất là tự nhiên, chạm đâu là cái da của mình nó mịn tới đó. Đây, khó đó, và làn da của mình nó thường không đều màu. Đây, chỉ cần bạn chạm nhẹ thôi ha, chạm thật nhẹ nhàng trên da thôi thì chúng ta sẽ thấy được những cái khuyết điểm trên da của mình nó sẽ được che đi một cách rất là nhanh chóng. Bao giờ có cái chuyện cộm vấn trên da mà chỉ có cái trường hợp là làn da của mình nó mịn màng một cách tự nhiên để người ta phải nói là wow, dạo này da bạn đẹp quá, chứ không phải là wow, make up dày cộm quá ha. Thì đây là cái bí quyết mà Hương sử dụng mỗi ngày. Và đặc biệt mình có thể thêm một chút son môi để mà cái làn da mình nó sẽ thêm tươi tắn hơn. Được mà. Rồi sau đó chúng ta sẽ dùng thêm một ít son môi để chúng ta làm má hồng luôn. Đây, cái cách nhanh nhất và cực kỳ đơn giản luôn, chỉ cần một tí xíu son môi thôi, chúng ta có thể làm luôn má hồng luôn. Đây nè, làm luôn cái má hồng trên da và che đi những cái khuyết điểm trên da để làn da của mình nó trở nên tươi tắn. Và trang điểm như không trang điểm để người khác phải nói là wow, da của bạn thật là đẹp nha. Bye bye.